Thưa quý vị, trong các phần trước, chúng ta đã biết nhiều hơn về tiến sĩ Neruda, người của tổ chức ACIO, và các chủng tộc người ngoài hành tinh mà tổ chức này làm việc cùng, cũng như những kiến thức mới về vũ trụ mà họ đã truyền đạt lại cho giới khoa học địa cầu. Không ít trong số đó là những chi tiết có thể gây bất ngờ, thậm chí là gây kinh hãi. Đứng trước một câu chuyện lớn, nói về những vấn đề lớn, như câu chuyện của tiến sĩ Neruda hay nhóm Wingmakers, thì việc xác minh mức độ đáng tin cậy của nó là vô cùng quan trọng. Trong phần cuối này, chúng ta sẽ biết thêm một số dẫn chứng chi tiết cho thấy câu chuyện về các Wingmakers hoàn toàn có thể là sự thật. Cơ sở nào để tin vào các câu chuyện của các Wingmakers? Chắc hẳn câu hỏi vừa rồi đã đeo bám suy nghĩ của đa số các bạn xuyên suốt loạt video này. Bởi lẽ những thông tin và câu chuyện xoay quanh các tổ chức bí mật, hội kín vốn không thể được tra cứu một cách dễ dàng, luôn tạo cho chúng ta một cảm giác mông lung mơ hồ, bán tín bán nghi. Tuy nhiên, có một điều thú vị là, ngoài việc tiết lộ các thông tin về người ngoài hành tinh cùng với các kiến thức đến từ họ, tiến sĩ Neruda xuyên suốt bài phỏng vấn của mình cũng đã không ít lần đề cập đến những kế hoạch của các tổ chức bí mật này, những kế hoạch mà sau đã được thực sự tiến hành thành công. Đây cũng là những chi tiết mà chúng ta có thể chứng thực được. Ví dụ, trong bài phỏng vấn, tiến sĩ Neruda đã từng ít nhất một lần đề cập đến kế hoạch phát triển các đồng tiền ảo của tổ chức này, bao gồm cả tổ chức ACIO, nơi ông làm việc. Các bạn hãy lưu ý là bài phỏng vấn này được đăng lên vào khoảng năm 1997 đến năm 1998, và đúng một thập kỷ sau, vào năm 2008, như chúng ta đã biết, đồng Bitcoin, đồng tiền ảo đầu tiên trên thế giới, đã được biết đến bởi nhiều chính khách thuộc nhiều quốc gia thông qua một email được gửi từ một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto. Có lẽ tổ chức ACIO đã đứng sau việc này hay chăng? Một ví dụ khác như sau. Trong bài phỏng vấn, tiến sĩ Neruda cũng đã từng đề cập đến khái niệm app, một khái niệm thường chỉ được sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu công nghệ vào giai đoạn những năm 90. Ngay cả nữ nhà báo Sarah cũng phải gặng hỏi về định nghĩa của khái niệm này khi nghe tin tiến sĩ lần đầu tiên nhắc đến nó. Chi tiết này cho thấy ít nhất hai điều. Tiến sĩ Neruda hoặc thực sự xuất thân từ giới nghiên cứu khoa học công nghệ, hoặc là một cá nhân rất hiểu biết và thức thời nên mới biết đến khái niệm vốn ít được sử dụng bởi cộng đồng người dùng vào giai đoạn này. Việc khái niệm app và điện thoại thông minh trở nên thông dụng trong cộng đồng người dùng có lẽ đã được lên kế hoạch từ trước bởi những tổ chức như ACIO. Ngoài ra, thông tin về rất nhiều nhân vật và sự kiện có thật trong giới chính trị, quân sự và tình báo Mỹ cũng được đề cập trong bài phỏng vấn. Ví dụ như thông tin về các kỹ sư, nhà phát minh có ảnh hưởng lớn đến nền quân sự Mỹ thời Thế chiến thứ hai như Mervyn Kelly, Bill Shockley và Vannevar Bush. Sự hợp tác bí mật giữa tổ chức ACIO và Bell Labs, công ty đã cùng họ phát minh ra các linh kiện bán dẫn đầu tiên trên thế giới. Sau cùng, nếu có thời gian nghiên cứu bài phỏng vấn này trực tiếp từ wingmakers.com, các bạn chắc chắn sẽ nhận thấy được tính khoa học và chi tiết không ngờ trong những thông tin đến từ tiến sĩ Neruda. Những thông tin như vậy khó có thể đến được từ một kẻ tay ngang, chỉ đọc dăm ba mẩu chuyện và thuyết âm mưu trên Internet, rồi quyết định thành lập một trang web để gây dựng tiếng tăm cho mình. Nếu câu chuyện về các Wingmakers là thật, thì tại sao các hội kín và chính quyền lại không can thiệp? Đây có lẽ là câu hỏi nhức nhối kế tiếp mà nhiều người gặp phải. Nếu như tổ chức ACIO và hội Incunabula thực sự tồn tại, thì tại sao bài phỏng vấn của tiến sĩ Neruda vẫn chưa bị gỡ bỏ? Rõ ràng họ không muốn những thông tin kiểu này được biết đến bởi đông đảo quần chúng kia mà. Tiến sĩ cho biết, thực sự thì việc lộ lọt những thông tin nhạy cảm chưa bao giờ là một mối quan ngại cho các tổ chức này. Nguyên nhân chính là họ quá tự tin vào quyền lực trong tay mình. Việc quần chúng có bóc mẽ được các bí mật của họ hay không là không đáng bận tâm, bởi họ tin rằng dù sao chúng ta cũng không thể làm gì được họ. Vấn đề duy nhất khiến những tổ chức này quan tâm là việc những người như tiến sĩ Neruda đào tẩu thành công sẽ tạo ra một tiền lệ khiến những chuyên gia khác trong tổ chức của họ thực hiện theo. Họ không muốn có sự chảy máu chất xám này. Và đối với các tổ chức nghiên cứu khoa học,
thì nguồn tài nguyên chất xám lại càng đóng vai trò quan trọng. Tiến sĩ Neruda giải thích thêm, sở dĩ có việc lộ lọt các thông tin nhạy cảm này, một phần là vì sự ra đời của Internet. Theo tiến sĩ, các hội kín và ngay cả tổ chức ACIO cũng đã bất ngờ về việc này. Internet chưa bao giờ được lên kế hoạch là sẽ được chia sẻ cho đông đảo người dân sử dụng, bởi mức độ ảnh hưởng của nó là quá lớn và khó kiểm soát. Thế nhưng việc gì phải đến đã đến. Internet ra đời và tạo điều kiện cho các trang web như Wingmakers được chia sẻ và biết đến. Không loại trừ khả năng chính, nhóm Wingmakers đã đứng sau việc này, ông cho biết. Tuy nhiên, một vài nguồn đã tiết lộ rằng nội dung bài phỏng vấn của tiến sĩ Neruda trên Wingmakers.com là nội dung đã bị chỉnh sửa. Có không ít người dùng Internet đã xác nhận rằng họ từng đọc một phiên bản khác của bài phỏng vấn này với những nội dung rất khác. Cụ thể, trong khi phiên bản từ Wingmakers.com bổ vây người đọc với rất nhiều thông tin về khía cạnh khoa học kỹ thuật và những lợi thế mà công nghệ có thể đem lại cho người dùng. Ví dụ như những người thuộc tổ chức ACIO được tiến sĩ Neruda xác nhận là đã sử dụng công nghệ của người ngoài hành tinh để khuếch đại năng suất làm việc của não bộ, thì phiên bản gốc của bài phỏng vấn lại nhấn mạnh và hướng người đọc đến những việc rời bỏ công nghệ và khai thác chiều sâu tâm linh trong chính bản thân mình. Bởi thế, nhiều người tin rằng việc chỉnh sửa nội dung này chính là một đòn phản công của cả ACIO lẫn Incunabula. Họ đã lợi dụng chính bài phỏng vấn của ông Neruda để biến nó thành một nước cờ của họ, thiết lập một trật tự thế giới mới, nơi mà ranh giới giữa con người và công nghệ ngày càng trở nên mờ nhạt. Đây cũng chính là các giải pháp cực đoan mà tôi đã đề cập từ phần 1 của loạt video, và nó có liên quan trực tiếp đến vấn đề tiếp theo của câu chuyện này. Xuyên suốt bài phỏng vấn của mình, tiến sĩ Neruda đã đưa ra hai tiên đoán vô cùng quan trọng về tương lai của thế giới. Sự sáp nhập của các quốc gia, nhân loại sẽ từng bước chuyển mình từ một chủng loài bị chia rẽ bởi các biên giới thành một chủng loài thống nhất hơn. Đây cũng sẽ là cơ sở để người địa cầu tham gia hàng ngũ Galactic Federation. Tiến sĩ Neruda cho biết việc này sẽ xảy ra vào khoảng năm 2060. Trật tự đơn cực sẽ dần được thiết lập trên toàn thế giới, bắt đầu ở những nước phát triển, điển hình là Mỹ. Về mặt ý nghĩa, khái niệm singularity được dùng để nói về một thế giới bị kiểm soát hoàn toàn bởi máy móc thay vì con người. Nhiều nguồn cho rằng trật tự này sẽ được thiết lập vào khoảng năm 2045. Nếu chi tiết này khiến bạn liên tưởng đến dự án đô thị thông minh của Bill Gates đang theo đuổi thực hiện tại Phoenix, Arizona, khá gần di tích Chaco Canyon của các Wingmakers, thì ấy là bởi vì đây là một trong những bước đầu tiên đến với singularity của thế giới chúng ta. Quan trọng hơn, tiến sĩ Neruda cũng có cùng quan điểm với những nhà nghiên cứu singularity khác. Việc con người trở nên hoàn toàn sáp nhập với công nghệ sẽ khiến chúng ta ngày càng xa rời bản chất tâm linh của mình. Và một khi điều đó xảy ra, con người sẽ không những bị mắc kẹt trong vòng lặp đầu thai được tạo ra bởi chủng tộc Anunnaki nọ, mà còn vĩnh viễn phụ thuộc vào sự kiểm soát của công nghệ và các trí tuệ nhân tạo AI. Vậy, chúng ta có thể làm được những gì? Đứng trước những vấn đề và hiểm họa đã được cảnh báo, tiến sĩ Neruda đã đưa ra một số giải pháp, phần lớn dựa trên những thông tin đến từ các Wingmakers. Hạn chế sự lệ thuộc vào công nghệ. Đây là một giải pháp dễ hiểu sau tất cả những lời cảnh báo đến từ các Wingmakers. Ngoài ra, tiến sĩ Neruda cho rằng chúng ta cũng cần không ngừng phát triển khía cạnh tâm linh của mình, bắt đầu từ việc nhận thức chính xác hơn bản chất của chúng ta và thế giới này. Việc sáp nhập quá mức với máy móc và công nghệ, theo vị tiến sĩ, sẽ khiến con người vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới ảo này. Vì các người máy có thể sống bất tử, nên linh hồn của chúng ta sẽ không còn có khả năng tách rời khỏi cái thân xác này được nữa. Hãy suy nghĩ như một hacker. Tiến sĩ cũng cho biết, việc nhóm Wingmakers du hành xuyên không và chia sẻ các kiến thức về vũ trụ cho tổ chức ACIO cũng tương tự như việc các hackers thâm nhập vào một hệ thống vi tính. Trong trường hợp này, hệ thống vi tính đó chính là hologram mà con người chúng ta đang sống. Và một hacker giỏi hơn sẽ luôn nói với bạn rằng cách hiệu quả nhất để phá hủy một hệ thống từ bên trong chính là vờ tỏ ra vô hại. Nguyên tắc hoạt động của Trojan Horse Virus. Có lẽ cũng vì dựa trên nguyên tắc hacking này mà tiến sĩ đã đưa vào bài phỏng vấn của mình không ít các thông tin sai lệch.
khiến Wingmakers.com nhìn giống như một trang web về thuyết âm mưu với các thông tin nửa đùa nửa thật nhằm đánh lạc hướng các bên quan tâm. Có thể thấy, thông tin quan trọng nhất mà bài phỏng vấn của tiến sĩ Neruda đã đề cập chính là việc con người chúng ta đang sống trong một hologram được tạo ra bởi người ngoài hành tinh. Vấn đề quan trọng tiếp theo chính là Singularity, trật tự đơn cực được cho là sẽ diễn ra vào khoảng 2045. Tiến sĩ cho rằng, việc hạn chế lạm dụng công nghệ kết hợp với một lối sống tối giản sẽ là chìa khóa để nhân loại thoát khỏi sự thao túng của vô vàn các hệ thống kiểm soát con người trên thế giới này. Bạn có tin vào câu chuyện của vị tiến sĩ Neruda hay không? Và nếu tin rằng câu chuyện này là có thật, thì các bạn có đồng tình với những giải pháp của vị tiến sĩ? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận của video.